TVB trở thành ông tơ bà Nguyệt giúp bao cặp đôi phim giả tình thực vượt qua định kiến, thay đổi tính cách đến hôn nhân viên mãn. Từ lâu, những bộ phim TVB đã gắn liền với ký ức của nhiều thế hệ khán giả châu Á. Bên cạnh đó, TVB còn là ông tơ bà Nguyệt để các ngôi sao nổi tiếng tìm thấy nửa còn lại của đời mình. Hôm nay, hãy cùng với IBIS nhìn lại những cặp đôi đã nên duyên vợ chồng và vẫn hạnh phúc đến ngày hôm nay sau bao năm tháng, để thấy tình yêu của họ không chỉ dừng lại ở một bộ phim mà thôi. Lâm Văn Long, Quách Khải Doanh. Không chỉ được biết đến là hai diễn viên nổi tiếng của TVB vào những năm 90, Lâm Văn Long và Quách Khải Doanh còn là cặp đôi tiên đồng ngọc nữ của Hồng Kông bởi tình yêu từ trong phim ra đến đời thật. Được biết, vào năm 1995, Lâm Văn Long và Quách Khải Doanh được TVB sắp xếp đóng cặp trong Cuộc Tình Vạn Dặm. Câu chuyện về tình cảm trắc trở đầy bi thương của cặp nam nữ chính đã lấy đi nước mắt của bao khán giả thời đó. Cũng nhờ bộ phim này mà cả hai đã nảy sinh tình cảm, nhưng mãi về sau cả hai mới thừa nhận trước công chúng và đi đến kết hôn sâu hơn 9 năm yêu nhau. Tuy ngọt ngào là vậy, nhưng mà suốt khoảng thời gian yêu nhau, cả hai cũng gặp không ít trắc trở. Vì lúc bấy giờ, Quách Khải Doanh là hoa đáng được TVB tích cực lăng xê, còn Lâm Văn Long lại liên tiếp trải qua những thăng trầm trong sự nghiệp diễn xuất nè, ca hát nè, việc kinh doanh thất bại khiến anh chán nản, nhiều người đồn đoán họ sẽ sớm đường ai nấy đi. Thế nhưng mà điều khiến anh cảm động nhất chính là Quách Khải Doanh luôn sát cánh chia sẻ và không bỏ rơi anh, dù khi cô ấy đang ở đỉnh cao của sự nghiệp là chị cả của TVB. Hiện nay thì họ đã có một bé gái xinh xắn đáng yêu, là một trong những cặp vợ chồng được các fan dành tình cảm nhiều nhất. Quách Khải Doanh cho biết hiện không còn đóng phim, chỉ tập trung vào kinh doanh và chăm sóc con gái Tania. Cô bé có thành tích học tập tốt và đạt được nhiều giải thưởng. Còn tài tử Lâm Văn Long hiện là phó giám đốc đài ATV Hồng Kông. Có xuất phát điểm khác nhau cũng không tương xứng về ngoại hình, nhưng mà cả hai lại ở được bên nhau đến ngày hôm nay. Phải nói đến là cặp đôi Trần Hào và Trần Nhân Mỹ. Khi ấy thì Trần Hào là tiểu sinh nổi tiếng ở TVB, còn Trần Nhân Mỹ là hoa hậu Hồng Kông 2006. Và sau này được TVB lăng xê thành hoa đáng từ những năm 2009. Cả hai đóng chung qua phim Thiên Thê và đóng cặp với nhau trong Tâm Chiến vào năm 2010. Trần Hào đã nảy sinh tình cảm với Trần Nhân Mỹ và cô cũng đáp lại lời tỏ tình dễ thương của anh. Cả hai bị đồn đại là cặp đôi mới của TVB, song không ai thừa nhận. Rồi cả hai đã công khai chuyện tình, khán giả mới vỡ lẽ ra là có Trần Hào ở phía sau, tức là sự nghiệp của cô nàng mới lên nhanh như thế. Thời điểm đó thì có người cho rằng Trần Nhân Mỹ muốn dựa hơi Trần Hào để nổi tiếng. Tuy nhiên cặp đôi không quan tâm đến chuyện này. Năm 2013, cả hai kết hôn và Trần Nhân Mỹ cũng rút lui về hậu phương khi mang thai. Trong vòng 4 năm thì người đẹp mang thai 3 lần và sinh cho Trần Hào 3 đứa con. Trần Hào tuy mang gánh nặng làm việc để nuôi vợ con, nhưng mà anh rất là tự hào và vui vẻ mỗi khi mà nhắc tới gia đình nhỏ. Nhiều khán giả tỏ ra tiếc nuối khi mà Trần Nhân Mỹ đã giả từ sự nghiệp để an phận làm một bà nội trợ. Họ cho rằng nếu mà cô không có kết hôn sớm á, thì có thể nay đã là hoa đáng trụ cột của đài TVB rồi. Hình ảnh mới đây nhất của hai vợ chồng nhà này gây bão trên mạng xã hội là tại lễ trao giải TVB Anniversary Award, khi nam diễn viên Trần Hào nhận được giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất từ chính Trần Nhân Mỹ. Năm nay thì ban tổ chức lễ trao giải đã quyết định gây bất ngờ khi mời tất cả những người vợ của các nam diễn viên có tên trong đề cử lên công bố và trao giải, khiến cho khán giả không khỏi phấn khích. Trịnh Gia Dĩnh, Trần Khả Lâm. Vượt qua những trở ngại vì cách biệt tuổi tác thì Trịnh Gia Dĩnh, nam diễn viên đình đám TVB, và Trần Khải Lâm, hoa hậu Hồng Kông 2013 giờ đây được khán giả ngưỡng mộ với cuộc hôn nhân ngập tràn hạnh phúc. Cả hai gặp gỡ và đóng cặp với nhau qua phim Cương Thi Ân Oán Truyền Kiếp vào năm 2014 và nhanh chóng xác nhận hẹn hò. Nội dung phim không có được đánh giá cao, cặp đôi cũng bị chê như là hai chú cháu. Trịnh Gia Dĩnh từng bị gia đình người yêu phản đối kịch liệt vì khác biệt về tuổi tác và địa vị. Tài tử TVB gần bước sang ngưỡng tuổi 50 hơn bạn gái 22 tuổi. Điểm này khiến cho bố mẹ vợ cảm thấy không có hài lòng. Thêm vào đó, Trần Khải Lâm lại sinh ra trong gia đình giàu có, cha ruột kinh doanh dầu mỏ và sở hữu khối tài sản khổng lồ, khiến cho cha mẹ cô lo sợ Trịnh Gia Dĩnh yêu con gái mình vì tiền. Trải qua 3 năm yêu nhau và chứng minh sự chân thành của mình, cả hai đã kết hôn vào tháng 8/2018 tại đảo Bali. Sau khi về chung một nhà, Trịnh Gia Dĩnh vẫn chăm chỉ hoạt động nghệ thuật, trong khi Trần Khải Lâm lui về vun vén tổ ấm nhỏ. Hiện tại thì hai người có với nhau 3 nhóc tỳ khấu khỉnh và vẫn ngọt ngào như thuở mới yêu. La Trọng Kim, Dương Di. Dương Di nay thì đổi tên thành La Thiến Nghêu, sinh năm 1979, là một trong ngũ đại hoa đáng của TVB, cùng với Trung Gia Hưng, Hồ Hạnh Nhi, Từ Tử Sang và Trần Pháp Lai. Cô nổi tiếng với các bộ phim như Trí Dũng Sông Hùng, Đại Đường Sông Long, Sòng Bạc Phong Vân. Trong khi đó thì La Trọng Kim đổi tên thành La Tử Dật, kém cô 5 tuổi, là thế hệ đàn em, cùng hoạt động trong TVB. Tài tử từng bị coi là gã trai hư của showbiz khi dính các tin tức như là làm trai bao nè, rồi đánh bạn gái nè, thay người yêu nhiều lần. Cả hai đóng chung
trong phim Cuộc Gọi 36 giờ năm 2012. Vai của La Trọng Kim là Thích Dương Di, nhưng cô lại chỉ xem anh là em trai. Tuy vẫn có những phân cảnh tình cảm, nhưng mà kết cục thì Dương Di lại thành đôi với vai của Mã Quốc Minh. Trên phim là thế thôi, nhưng mà ngoài đời, việc đóng cặp dang dở cũng đã tạo tia lửa điện, khiến La Trọng Kim và Dương Di yêu nhau ngoài đời. Cả hai bị phát hiện quen nhau khi mà xảy ra sự cố trên xe hơi. Khi phóng viên thấy họ có những hành động nhạy cảm, năm 2016 cả hai tổ chức hôn lễ sau 4 năm yêu nhau. Tuy là mang danh là cậu trai hư đó, nhưng mà sau khi mà kết hôn thì La Trọng Kim trở thành người đàn ông chăm chỉ làm việc, yêu vợ thương con. Tuy nhỏ tuổi nhưng mà có sự chững chạc và từng trải, nên là anh luôn là bờ vai vững chắc cho Dương Di và gia đình nhỏ của họ. Hiện thì cả hai đã có với nhau 2 người con. Chuyện tình cảm chị em này được xem như là cổ tích. Bạn nghĩ sao về các cặp đôi phim giả tình thực của TVB vừa rồi, và không biết là Ibis có bỏ sót cặp đôi nào hay không ta? Hãy để lại bình luận bên dưới cho Ibis được biết với nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.